Qua thông tin tôi tìm thấy thì là phát hiện một tổ ong vò vẽ ở đây, nằm ở giữa cái khe cột điện này, to lắm, nó sang tận bên kia. Đây là cột điện đôi, đây là cái lỗ tổ đi vào này. Đấy. Nhưng mà vì lý do là đây là cái con đường dân sinh, trong này có rất nhiều hộ dân ở đây. Cái ngã ba, đây ngã ba, tôi đang đứng giữa ngã ba này. Đây, ở đây. Thì với cái vấn đề mà tôi mặc bộ quần áo vào bắt thì nó là quá đơn giản rồi, ong sẽ chả làm gì được. Thế nhưng mà vì lý do đây là đường dân sinh đi lại, cho nên là nếu tôi bắt tí nữa có người đi qua, tôi rất sợ là nó sẽ đốt người ta. Đấy, cho nên là tôi chỉ thao tác cái video này, tôi chỉ nhằm mục đích là thử cái bộ quần áo này xem ong nó có đốt được tôi không nhá. Nếu ong không đốt được tôi thì chứng tỏ là cái bộ quần áo này có tính năng sử dụng rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ quay ra tôi mặc bộ quần áo. Trực tiếp tôi hôm nay tôi sẽ mặc bộ quần áo này để thử xem là ong nó có đốt được không. Anh cầm em phát. Tôi sẽ nhờ người cầm máy quay của tôi. Mọi hôm thì tôi hay cầm rồi. Nay tôi mặc vào. Nhìn như là gấu. Mấy cái trò săn bẫy này tôi rất là đam mê, cho nên là tí nữa về tôi sẽ đi tìm tổ khác tôi bác. Ong vỏ vẽ mùa này rất là nhiều. Nhìn tôi giống gấu chưa? Đây là cái thao tác kỹ thuật mặc vào khi mà chúng ta thao tác chuẩn bị bắt. Ra như này có hai người thì sẽ giúp tôi mặc nhanh hơn ý. Anh kéo em.
cái này nhỉ. Chỉnh cái mũi này. Rồi. Ok, giờ tôi sẽ tiếp tục đi vào nhá. Tí nữa mà em đi xuống mà ong có theo thì anh lui lại nhá. Tôi đi vào và tôi sẽ trèo lên xem là ong có thể đốt được tôi không.